hai lực này là bây giờ hai lực ngược chiều, chúng ta có hai lực cùng chiều và ngược chiều rồi, và thiếu như hai lực ngược chiều thì chúng ta thấy độ lớn của F bằng trị trước đó của F1 trừ F2, mà ở đây hai lực này đồng quy lại có độ lớn bằng nhau, ngược chiều nhau, vậy thì chắc chắn F của chúng ta sẽ là bằng không. Tại hai lực này bằng nhau, tại F1 trừ F2 bằng không. Chúng ta dự đoán có đáp án có bằng không hay không. Trong đáp án có bằng không nha, vậy là chắc chắn là câu đề là bằng không rồi. Rồi chúng ta cùng sao để sử dụng. Vậy thì bây giờ 180 độ, khi các bạn bấm code của 180 độ thì rõ ràng là bằng trừ 1. Chúng ta thấy vô toàn bộ phương trình của độ lớn lần ở phía trên này, này. F1 bên cộng F2 bên cộng 2 lần F1 bằng 2 nhân cho trừ 1. Rút rõ hết thì kết quả chúng ta rõ ràng cũng bằng không Newton, đúng không?